Sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn và Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự buổi gặp mặt có đại biểu người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Trong 75 năm qua, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, công tác chính sách và phong trào đền ơn đáp nghĩa luôn được các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội quan tâm thực hiện ngày càng tốt hơn. Quán triệt chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa đã được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực, trực tiếp góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách, người có công. Hiện nay, cả nước có trên 9,2 triệu người có công đã được hưởng các chính sách ưu đãi đối với người có công. Trong đó, có gần 1,2 triệu liệt sĩ, hơn 139.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 1,4 triệu người có công và thân nhân người có công đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong quân đội những năm qua được triển khai cả bề rộng và chiều sâu, phát huy được trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, góp phần giáo dục truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Tính riêng từ năm 2017 đến nay, các đơn vị đã vận động cán bộ chiến sĩ và huy động các nguồn đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 402 tỷ đồng, xây dựng hơn 4.028 nhà tình nghĩa với số tiền trên 302 tỷ đồng, phụng dưỡng 2.879 bà mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền hơn 101 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ các gia đình quân nhân hy sinh, bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên, bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ. Toàn quân luôn phát huy truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, luôn quan tâm thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và chính sách hậu phương quân đội một cách tích cực, hiệu quả, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách, góp phần tạo động lực tinh thần to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành trung ương, địa phương, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành và triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và hậu phương quân đội. Coi đây vừa là nhiệm vụ quan trọng, vừa là tình cảm, trách nhiệm của quân đội, đồng thời triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực để thực hiện các chế độ chính sách đối với người bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhất là đối với các đối tượng chính sách tồn đọng sau chiến tranh, không còn lưu giữ đầy đủ các loại giấy tờ, các chế độ chính sách đối với người có công thuộc diện quân đội quản lý và kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay đã tổ chức tìm kiếm quy tập được hơn 956.000 hài cốt liệt sĩ. Một số hài cốt liệt sĩ đã xác minh được tên tuổi, quê quán và được bàn giao về địa phương và gia đình. Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao các cơ quan đơn vị đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công và chính sách hậu phương quân đội. Biểu dương những đại biểu người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội đã phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống của quân đội, địa phương và gia đình, luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là 150 đại biểu người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu về dự buổi gặp mặt hôm nay.
để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và chính sách hậu phương quân đội trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác chính sách đối với người có công và thân nhân liệt sĩ, đồng thời thường xuyên nắm chắc tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội, chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, nhà nước ban hành đồng bộ các chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, phối hợp tham gia nghiên cứu, hoàn thiện chính sách người có công với cách mạng phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước, tính chất hoạt động quân sự và nhu cầu chính đáng của các đối tượng, tạo động lực thúc đẩy nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. Phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chú ý các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa nhằm tri ân, lan tỏa sâu rộng truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, động viên, tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt để gia đình chính sách, người có công phấn đấu phát triển, xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, kịp thời biểu dương, khen thưởng và có cơ chế chính sách ưu đãi đối với những đồng chí và gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, quan tâm chăm lo đến người có công, thân nhân liệt sĩ là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chỉ huy các cấp và các ngành, các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Những năm tới, công tác chính sách và công tác đền ơn đáp nghĩa trong quân đội phấn đấu sẽ có kết quả tốt hơn, có phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã trao bằng Tổ quốc ghi công, bằng khen của Bộ Quốc phòng và tặng quà các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Để thân nhân của các liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong các cuộc kháng chiến chưa tìm kiếm quy tập được hài cốt yên lòng, những năm qua Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo có nhiều chủ trương giải pháp về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đồng thời sẽ sớm ban hành bổ sung hoàn thiện các chính sách về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.